Mến chào quý vị khán giả đã cùng đến với bản tin thời sự của kênh tin tức thời sự 24 giờ hôm nay. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và cập nhật được nhiều thông tin cần thiết khi trải nghiệm trên kênh của chúng tôi. Và sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi điểm qua những tin nóng đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình bản tin hôm nay sẽ có những tin nóng đáng chú ý sau đây. Nhiều quán xá ở Thủ Đức bán tại chỗ bất chấp, chủ quán khẳng định cứ thoải mái, đừng lo. Chủ tịch nước lên tiếng, pháo đài không có nghĩa là biệt lập, ngăn sông cấm chợ, mỗi nơi mỗi kiểu. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cho xe khách liên tỉnh chạy trở lại từ ngày 1 tháng 11. Quy định mới, người từ tỉnh ngoài và thành phố Hồ Chí Minh cần điều kiện gì? Trên đây là toàn bộ phần điểm tin. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Nhiều quán xá ở Thủ Đức bán tại chỗ bất chấp, chủ quán khẳng định cứ thoải mái, đừng lo. Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh chưa cho dịch vụ ăn uống bán tại chỗ, nhưng ngày 11 tháng 10, nhiều hàng quán ở thành phố Thủ Đức vẫn thản nhiên nhận khách ngồi lại. Khách thì không đeo khẩu trang, nói chuyện rôm rả như không có chuyện gì. Theo ghi nhận, vào ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có công văn gửi thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch 34 phường về triển khai các nội dung liên quan đánh giá mức độ dịch trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Trong đó nêu rõ, dịch vụ ăn uống tại chỗ phải dừng hoạt động mọi cấp độ, có 4 cấp độ tương ứng, vùng xanh, vàng, cam, đỏ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online, sáng ngày 11 tháng 10, nhiều quán ăn, quán cà phê khuất sâu trong các con hẻm nhỏ vẫn mở cửa phục vụ khách tại chỗ. Một số quán cà phê ngoài mặt tiền đường lớn cũng mở cửa bán tại chỗ cho khách. Tuy nhiên, không thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhắc nhở hoặc xử lý. Khoảng 8 giờ cùng ngày, quán cà phê tên PX trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức đón khoảng 20 khách vào uống nước tại chỗ. Theo quan sát, nhiều khách không đeo khẩu trang, ngồi tụ lại nói chuyện rôm rả như chưa hề có dịch. Hỏi nhỏ thì nam nhân viên phục vụ quán trấn an, ngồi uống thoải mái đi, đừng lo. Nam nhân viên cho biết do dịch bệnh nên quán chỉ bán buổi sáng, còn ngày bình thường bán tới khuya. Còn quán cà phê tên D trên đường số 2, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức đón khách kín đáo hơn khi bố trí tấm tôn chắn phía trước để che khuất tầm nhìn bên ngoài. Nhưng bên trong khách tấp nập, ngồi chém gió. Xe của khách cũng được đẩy sâu vào bên trong để tránh sự chú ý. Tại phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, trong sáng 11 tháng 10, một quán cà phê đón hàng chục khách đến uống nước, không đeo khẩu trang, nói chuyện y xèo, không màng tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Khách thắc mắc, ngồi uống tại chỗ có bị làm sao không thì chủ quán nhanh nhẩu, cứ ngồi uống, không sao cả, không cần lo. Quán đã cho khách ngồi uống được mấy hôm nay rồi. Nhiều quán nước, quán cà phê, quán ăn trong các con hẻm nhỏ ở thành phố Thủ Đức cũng mở cửa bán cho khách hàng tại chỗ nếu như có nhu cầu. Chủ tịch nước lên tiếng, pháo đài không có nghĩa là biệt lập, ngăn sông cấm chợ, mỗi nơi mỗi kiểu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, pháo đài không phải là biệt lập do các quyết định trái với quy định của Trung ương, của thành phố để ngăn sông cấm chợ, ngăn cản sự lưu thông hàng hóa, dịch vụ và dịch chuyển lao động. Vào sáng 11 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu số 10 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Cùng tổ đại biểu với Chủ tịch nước có bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thiếu tướng Phan Văn Sựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, trước việc một số địa phương đưa ra các quy định kiểm soát giao thông trái với quy định của Trung ương gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch nước đã nhắc lại và phân tích khái niệm pháo đài chống dịch. Theo Chủ tịch nước, khi nói đến việc xã phường là pháo đài chống dịch, thực chất là khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của địa bàn cơ sở và đề cao vị trí quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Khái niệm pháo đài không phải để các địa phương biệt lập do các quyết định trái với quy định của Trung ương, của thành phố để ngăn sông cấm chợ, ngăn cản sự lưu thông của hàng hóa, dịch vụ và dịch chuyển lao động. Chủ tịch nước nhấn mạnh, nếu không nhận thức được việc này thì địa phương sẽ mỗi nơi là một kiểu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, gây ách tắc giao thông và đứt gãy cung ứng. Báo chí những ngày gần đây nói rất nhiều về việc chúng ta cắt khúc địa phương này, địa phương khác. Nhân đây, tôi nói lại chuyện pháo đài này để mọi tỉnh, mọi huyện, mọi xã, mọi cơ sở hiểu được chuyện này, không để tình trạng ngăn sông cấm chợ xảy ra, Chủ tịch nước chia sẻ.
Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cho xe khách liên tỉnh chạy trở lại từ ngày 1 tháng 11. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi đến Sở Giao thông Vận tải các tỉnh dự thảo phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, trong đó dự kiến xe khách sẽ hoạt động trở lại từ ngày 1 tháng 11. Theo dự thảo, mục đích xây dựng phương án nhằm từng bước khôi phục hoạt động vận tải hành khách đường bộ phù hợp với phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và các địa phương nơi đi, nơi đến. Theo đó, xe khách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành hoạt động theo 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 11, khai thác tối đa từ 3 đến 5 chuyến một ngày. Riêng các tuyến có tần suất khai thác hơn 100 chuyến một ngày trước khi có dịch bệnh thì tần suất tối đa không quá 15 chuyến một ngày. Số lượng khách được chở trên xe phải đảm bảo giãn cách không quá 50% số ghế cho phép theo công suất thiết kế, không áp dụng đối với xe giường nằm. Giai đoạn thứ 2, từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, khai thác tối đa 10 chuyến một ngày theo nhu cầu đi lại. Riêng các tuyến có tần suất khai thác hơn 100 chuyến một ngày trước khi có dịch bệnh thì tần suất tối đa không quá 30 chuyến một ngày. Giai đoạn thứ 3, sau ngày 30 tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2021, tổ chức khai thác vận tải hành khách không quá 50% tần suất khai thác của các tuyến. Về điều kiện để đi lại, đối với khách đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm ít nhất một mũi vaccine được 14 ngày hoặc giấy xác nhận là người khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng và kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh. Hành khách đến Thành phố Hồ Chí Minh với điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh. Trước khi lên xe, người dân khai báo y tế, không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau rát họng. Trường hợp người chưa đủ điều kiện tiêm chủng vaccine theo quy định của Bộ Y tế đi cùng người thân trên chuyến xe phải đáp ứng các điều kiện nêu trên, trừ yêu cầu tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Khi đi từ bến xe về nơi cư trú, lưu trú, hành khách thực hiện 5K, sử dụng ứng dụng PC COVID, hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người. Chủ động thông báo với chính quyền địa phương và tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú, lưu trú ít nhất 7 ngày theo quy định cụ thể của từng địa phương. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe thì báo cho cơ quan y tế để được hướng dẫn. Đối với lái xe và người phục vụ trên xe, phải đáp ứng đủ điều kiện đã tiêm đủ liều vaccine thẻ xanh hoặc giấy khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh. Trường hợp lái xe, người phục vụ thực hiện chuyến khứ hồi trong ngày thì không bắt buộc xét nghiệm khi quay trở lại điểm đi, tự theo dõi sức khỏe cho đến chuyến xe tiếp theo. Nếu có các biểu hiện triệu chứng như ho, sốt, phải thông báo ngay cho cơ quan y tế. Nếu lưu trú tạm thời tại địa phương thì đơn vị kinh doanh vận tải phải bố trí nơi lưu trú, đảm bảo phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Quy định mới, người từ tỉnh ngoài vào Thành phố Hồ Chí Minh cần điều kiện gì? Từ ngày 1 tháng 10 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 18 về điều chỉnh các biện pháp kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội. Hiện nay, người dân Thành phố Hồ Chí Minh mắc kẹt hoặc người lao động từ các tỉnh có nguyện vọng quay trở lại thành phố làm việc rất nhiều. Vậy, để quay lại Thành phố Hồ Chí Minh thì họ cần những điều kiện và thủ tục thế nào? Về vấn đề này, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có cập nhật hướng dẫn mới về việc đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết cho người dân kể từ ngày 7 tháng 10. Theo danh sách cập nhật của Sở Giao thông Vận tải, người dân từ các tỉnh, thành phố khác có nguyện vọng trở về thành phố chỉ cần có hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, giấy xác nhận tạm vắng của địa phương có địa chỉ nơi đến là Thành phố Hồ Chí Minh. Người điều khiển phương tiện và người đi cùng phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện đáp ứng các yêu cầu 5K bắt buộc là người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 180 ngày hoặc đã tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm. Khi di chuyển, phải khai báo y tế, khai báo VNEID và các giấy tờ chứng minh mục đích di chuyển, giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu và một số giấy tờ khác có liên quan. Một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để trở lại thành phố, người dân có thể đi lại bằng vận tải liên tỉnh đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không. Trường hợp di chuyển bằng phương tiện cá nhân, ô tô, xe máy phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp theo quy định. Người điều khiển phương tiện và người đi cùng phải chấp hành quy định về an toàn phòng chống dịch của các địa phương nơi lộ trình đi qua và địa phương nơi đến.
chủ động thông báo và liên hệ chính quyền địa phương nơi đến trước khi di chuyển để được hướng dẫn. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép đi lại với các tỉnh bằng phương tiện cá nhân, kể cả xe máy, nếu đủ các điều kiện là người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 180 ngày hoặc đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau khi tiêm. Hiện nay, chỉ có Bình Dương, Long An thống nhất cho phép xe máy lưu thông, vị lãnh đạo sở thông tin thêm. Từ ngày 13 tháng 10, người dân trở lại thành phố Hồ Chí Minh thuận lợi bằng xe khách. Tín hiệu đáng mừng cho người dân từ các tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh là từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 10, xe khách liên tỉnh sẽ được chạy thí điểm với tối thiểu 5% và tối đa 30% số chuyến trong ngày hành khách ngồi giãn cách. Theo đó, với hành khách từ địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương có nguy cơ tương đương, hoạt động vận tải được tổ chức bình thường. Hành khách đi lại từ địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến địa phương có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Liều cuối được tiêm ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, có kết quả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng 72 giờ. Trường hợp người không đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định thì phải có xét nghiệm PCR âm tính hoặc xét nghiệm nhanh âm tính. Nếu đi từ địa phương có nguy cơ và bình thường mới đến địa phương có nguy cơ cao hơn, hành khách phải có kết quả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên ô tô. Thực hiện biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế, không lên xe khi ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ. Hiện, đi lại từ các tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh còn có thêm loại hình hàng không. Cụ thể, theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 20 tháng 10, thí điểm các chuyến bay thương mại. Mỗi ngày sẽ có 38 chuyến bay, gồm 13 chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Quốc, Gia Lai, Rạch Giá với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Trong thời gian thí điểm, các hãng hàng không chỉ ưu tiên tiếp nhận vận chuyển hành khách có nhu cầu đi lại, phục vụ quá trình phục hồi kinh tế theo thứ tự ưu tiên. Hoạt động công vụ, lực lượng phòng chống dịch COVID-19, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân và các đối tượng khác. Và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên yêu thích, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!